dầu hơi khô quá. Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay thì cái công trình mình thì hôm nay tới cái giai đoạn là mình đầu ốp gạch nha cả nhà. Thì cái công trình này thì nó ốp gạch khổ hơi lớn nha cả nhà. Gạch này là nó 40 nhân 80 lần ha. Thành ra một viên gạch viên ốp lên ốp xuống nó cũng hơi mệt mỏi lắm cả nhà. Thành ra làm nó hơi kỹ chút nha. Cái đây mình bắn máy hai máy luôn hết nha. Thì ốp không một viên gạch thôi mà phải bắn hai cái máy một lượt nha. Lần mà lấy chuẩn từ mặt đứng và mặt ngã luôn, hai hai hướng luôn hết nha. Đứng của cái cửa và cái ngã của cái hướng tường luôn ha. Thì như vậy đó mình sẽ biết cái lượng hồ, thì cái nói mình canh hồ từ ban đầu luôn. Nên mình đưa viên nào lên thì nó sẽ vừa viên đó hết cả nhà. Bởi vì một viên gạch này nó 4 tấc, nó dài dài 8 tấc rồi thêm hồ dầu mình lên đó thì nó rất là nhiều, nó nặng nề lắm. Rồi làm hơi kỹ lưỡng một chút. Chứ không phải như gạch nhỏ nhỏ mình đưa lên lỡ thiếu hồ thì mình kinh xuống bình thường, nhưng mà viên gạch này đưa lên rồi kinh xuống mệt lắm cả nhà. Đây toàn bộ rồi mình xài toàn là có mấy cái để mà mình rút mấy cái cạnh gạch hết nha cả nhà. Chứ nó nặng quá lỡ mình ốp viên trên viên dưới nó bị dùng nó sệ này nọ hoặc nó chớp gốc này nọ ha. Còn mình xài cái này là khỏi lo ha cả nhà. Ốp viên nào mình sẽ rút hết viên đó. Một viên mình ốp mình rút sẽ bốn gốc nó hết luôn ha. Thành ra khỏi cho lo vụ mà vên chớp ha nha. Và trước khi mình muốn ốp một cái tường gì đó, dưới đây đang ốp thì cái toilet nha, thì mình sẽ lấy máy tia mình sẽ bắn hạo thử trước ha cả nhà. Hạo thử của cái bốn góc tường hết, bốn góc tường hết, đặng khi mà mình ốp mình biết ở trên nó như thế nào và dưới như thế nào, đặng biết được mình sẽ mình ốp ha cả nhà. Chứ nếu mình không hạo trước, nhiều khi mình lấy theo dưới mình ốp mình tới trên cái nó bị dướng này kia nọ, mất công mình cắt mình tề, còn hoa quạt nó cột nó ngã thì nó sẽ hở nhiều, phải chim đồ miếng nhỏ vô thì nó thẩm mỹ nó sẽ không có nghe cả nhà. Thành ra trước khi mình muốn ốp một cái toilet hoặc một cái bức tường thì mình phải lấy máy mình bắn hạo trước mấy cái nắp cái ha. Đó, như cái đây cái dách của cái toilet ở ngoài nhìn vô thì mình sẽ là ốp cái dách trong này trước nha cả nhà. Đó, là cái dách này nó sẽ ngậm vô. Nó sẽ ngậm vô thì cái dách ngoài mình ốp hai bên của ở ngoài vô đó, như cái hai dách hai bên. Là mình sẽ ốp vô thì nó sẽ che của cái dách mé trong ở ngoài nhìn đối diện vô hết cả nhà. Mé bên kia cũng vậy luôn, thì ở ngoài cửa nhìn vô là không bao giờ thấy cái đường cắt hoặc cái đường mình chèn vô hết cả nhà. Còn nếu mà mình không có lưu ý cái bước này thì mình ốp nhiều khi hai bên trước và cái dách trong cái sau thì sẽ dở hơn hết cả nhà. Thì đi những lưu ý khi mình ốp gạch đấy nha. Còn những cái bệ cửa là mình đều bắn máy đứng hết nha. Đằng sau này thợ cửa người ta lắp cửa vô nó sẽ ok hết cả nhà, nó sẽ không bị ngã sau này nha. Rồi thôi em chia sẻ nãy giờ, chắc em xin dừng video tại đây hết cả nhà. Rồi em xin tạm biệt cả nhà nha. Nếu mà cả nhà thấy hay vô ích đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hết cả nhà. Rồi em xin tạm biệt cả nhà nha.